Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube Vườn Mai Linh Bonsai. Thì được rồi, em Linh có chia sẻ tới quý cô chú anh chị em mình cái clip trước á. Em cho cô chú anh chị mình xem cái phôi mà để em nuôi sống mạnh lên em ghép á. Thì bữa nay em cũng ghép rồi nè cô chú anh chị nha. Đó, thì cái hàng em Linh ghép rồi, em Linh chè mũ lại nè cô chú anh chị nha. Cái tấm mũ này đi theo em cũng đồng mưa tới giờ luôn á. Thì khi mình ghép á thì cô chú anh chị mình cố gắng là giữ được cái nước mưa ha cô chú anh chị. Tại vì vào mùa mưa thì lượng mưa nó rất là nhiều. Cô chú anh chị mình che được mũ phía trên á thì rất là hiệu quả. Tại vì khi mà cô chú anh chị mình ghép á là cái cây nó sẽ không có hấp thụ nước nhiều. Cô chú anh chị mình để nó mắc mưa chừng vài ngày á là nó sẽ ảnh hưởng tới bo. Thứ nhất á, là cây nó bị ngợp nước. Đó. Thứ hai là cây nó bị tươm nước lên cái bo sẽ ảnh hưởng tới cái bo, nó sẽ thối bo của cô chú anh chị. Đó, thì em khuyên cô chú anh chị mình khi vào mùa mưa cô chú anh chị mình cố gắng nha, giữ đừng có nước mưa vô. Thì mình ghép nó rất là hiệu quả nha cô chú anh chị nha. Rồi khi cô chú anh chị mình ghép khoảng chừng 10 đến 20 ngày rồi đó thì cô chú anh chị mình có thể tưới dưỡng rễ. Một là ở đây em Linh thường hay tưới á, cô chú anh chị là mình hay tưới Gogo hoặc là em Linh tưới Atonit luôn để cho nó kích thích thêm, để cho nó mau giọt đọt á cô chú anh chị. Cố gắng khoảng 10 ngày là mình tưới được rồi. Có những cây sung á là 7 8 ngày là nó bắt đầu cái đọt nó đã sáng lên rồi cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mình tưới Atonit vô, tưới loãng thôi. Ví dụ một bịch Atonit cô chú anh chị mình phun á phun 16 lít, cô chú anh chị mình tưới loãng khoảng 20 lít ha. Thì nó sẽ đạt hiệu quả. Đó, thì đây em Linh, cách làm của em Linh thì nói chung rất là đơn giản. Thì cái clip này em lên thứ nhất cũng chia sẻ tới quý cô chú anh chị mình. Thứ hai thì cô chú anh chị mình mà có nhu cầu mà giao lưu với em á về cái gốc bonsai mà ghép siêu bông bình lợi á thì theo dõi kênh em, khi nào em lên clip giao lưu á thì em sẽ báo giá từng cây chi tiết cho cô chú anh chị và giao lưu tới quý cô chú anh chị ha. Thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị mình hỏi em là em Linh á là có gốc bonsai mà ghép sẵn siêu bông bình lợi không, thì em báo là không có hàng nên bây giờ nói chung là cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là gửi tới quý cô chú anh chị mình cần những cái loại bonsai mà ghép siêu bông bình lợi á, thì bên nhà vườn em Linh sẽ có đáp ứng cho tới quý cô chú anh chị mình nha. Đó, thì cây thì trung bình em Linh bán từ 800 triệu triệu mấy thì tùy theo cây nha. Có những cây cũng vài trăm, 500, 700, 400, 500, 300, 400 gì đó, về cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Nhiều cô chú anh chị mình á ở Sài Gòn hay làm việc từ sáng tới chiều luôn, không có thời gian ghép và cũng không có thời gian nuôi phôi nhưng mà lại thích chơi hoa kiển đó, thì em Linh ghép sẵn, em Linh nuôi một hai nước dây gì đó cho cô chú anh chị mình. Khi cho chú anh chị mình nhận chỉ cần về là tưới dưỡng rễ ha, hàng tuần. Rồi nhiều cô chú anh chị mình làm việc á có rảnh có ngày thứ bảy chủ nhật thôi, thì cô chú anh chị mình về chỉ cần tưới phân, tưới dưỡng rễ hay là xịt thuốc gì đó thì hàng tuần cô chú anh chị mình có cây sẵn cô chú anh chị mình chăm ha. Đó, thì tới Tết thì có hoa thôi, thì năm nay chơi hoa không được là chắc rồi năm sau sẽ nhất định cây sẽ có hoa cho cô chú anh chị mình chơi. Đó, cũng đơn giản, cách thức thì chăm mai nói chung cũng rất là đơn giản cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình nắm được cái cơ bản rồi thì cô chú anh chị mình sẽ chăm được thôi. Đó, đơn giản cái gì nếu khi cô chú anh chị mình chơi một cái mặt hàng hoa kiển hay là gì đó thì cô chú anh chị mình cũng phải tìm hiểu để mình chăm đạt cây mai hơn ha cô chú anh chị ha. Rồi em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem hết cái clip của em. Tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.